Chúng bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân và chúng ta đã chuẩn bị đi đến những ngày Halloween của năm 2022 rồi. Và bạn đã có những ý tưởng gì để trang trí trong lễ hội Halloween chưa? Và đối với kênh của Mẹ Bảo Hân thì mỗi năm đến chuẩn bị đến dịp Halloween thì Mẹ Bảo Hân sẽ cố gắng ra những video chia sẻ đến với quý vị và các bạn những các cái mẫu để có thể là trang trí cho Halloween nhé. Ngày hôm nay thì mình có một quả dưa hấu ở đây và mình sẽ làm một mẫu trang trí từ quả dưa hấu để các bạn có thể bày trên mâm cỗ của Halloween nha. Với cái mẫu này thì không quá khó, mình chia sẻ thẳng thắn là không quá khó nha các bạn nha, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được. Nếu như mà chúng ta không có kỹ năng về cắt tỉa thì chúng ta cũng có thể áp dụng. Mặc dù là có thể cái phần tỉa hoa thì hơi khó một chút thôi. Nếu như bạn chưa có kỹ năng thì các bạn có thể bỏ qua cái phần tỉa hoa vẫn được nha. Với cái mẫu này thì các bạn hãy lên mạng, các bạn tìm cho mình một cái mẫu hình đầu lâu giống như là mình vừa mới in ra đây. Sau đó thì để cho mềm thì các bạn hãy lạo đi một chút, còn nếu không thì chúng ta hãy sử dụng cái màu xanh của nó luôn thì nó sẽ hơi cứng tay nhá. Thì các bạn hãy dùng luôn cái bút của chúng ta hoặc là chúng ta dùng cái đầu dao của chúng ta để chúng ta đi các đường nét tạo hình khối ở đây theo đúng như là cái tranh. Nếu như bạn nào mà đủ khéo léo ấy thì các bạn hãy tự nhìn vào bức tranh sau đó chúng ta phác lại ở trên quả dưa hấu. Còn nếu như mà chúng ta không đủ khéo léo thì các bạn có thể đặt vào rồi sau đó các bạn in lên. Mẹ Bảo Hân thì cả hai cái thì mỗi cái mẹ Bảo Hân có được một chút xíu thôi. Cho nên là khi mà nhìn thì mẹ Bảo Hân cũng phác thảo được một chút. Và mình cũng vừa phác thảo, mình vừa là mình nhìn vào cái hình ảnh đó để mình vẽ ở trên cái quả dưa hấu các bạn nhé. Đó. Thì cái nào mà mình cảm thấy là không ổn lắm, không cân chỉnh được lắm thì các bạn nên sử dụng cái hình mẫu chúng ta áp vào để chúng ta áng. Còn nếu như bạn nào mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta không thể nào phác được thì các bạn hãy áp hẳn cái miếng này lên giống như là khi chúng ta học các cái mẫu cạo dưa ấy nhé. Cạo dưa, cạo các hình chữ thì các bạn cũng sẽ làm như thế. Để chúng ta có thể là chạm khắc nó phía trước thành một cái mẫu và mình cũng phải chia sẻ này cái mẫu tại làm sao có rất nhiều cái mẫu như thế này mà mẹ Bảo Hân rất ít khi làm. Cũng có nhiều bạn có nhắn cho mẹ Bảo Hân mà chị ơi sao chị không làm những mẫu chạm khắc dưa hoặc là những cái mẫu cạo dưa. Thì mẹ Bảo Hân phải chia sẻ này, cái khả năng về mắt của mẹ Bảo Hân thì không được tốt các bạn nhé. Cái mắt của mình ấy, để nhìn những các cái chi tiết quá nhỏ hoặc là những cái mẫu mà gọi là mẫu hoa văn Thái thì cũng phải chia sẻ với các bạn là mình không nhìn được. Mình nhìn chỉ một lúc vào những cái mẫu ấy thôi là mình rất là mỏi mắt. Cái điều này thì sau khi sinh bé Bảo Hân xong thì có lẽ là do cái sự giữ gìn của mình không tốt cho nên là mình không nhìn được. Vậy cho nên những cái mẫu như thế thì mình không làm được các bạn nhé. Vậy cho nên bạn nào mà khéo léo, bạn nào mà tinh mắt thì chúng ta học những cái mẫu đấy. Thì các bạn có thể xem ở trên các cái kênh khác. Và cái mẫu đó là những cái mẫu cạo cạo dưa thôi thì nó cũng không quá khó. Nếu như mà cái mắt các bạn tinh thì các bạn có thể là áp giấy giống như mà mình vừa chia sẻ, sau đó là chúng ta sẽ đi theo cái đường giấy đấy các bạn nhé. Thế còn này, với những cái mẫu mà dành cho chạm khắc thì các bạn cần phải rèn luyện thêm về tay dao của mình. Ngày hôm nay thì mẹ Bảo Hân dùng cái bộ chạm khắc rất là đơn giản thôi. Đó là mình sử dụng ngay cái bộ có 78.000 mình mua ở trên Lazada màu đỏ đỏ này để mình sử dụng ở trong cái mẫu này. Bởi vì thực ra thì cái vỏ dưa hấu các bạn ạ, nó rất là cứng. Vậy cho nên là khi các bạn làm thì chúng ta sử dụng những các cái sủi cứng để hỗ trợ cho mình thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, ví dụ như cái phần răng này các bạn không thấy, nếu như mà không có cái sủi để sủi nhanh ấy, chúng ta đi tay không thì rất là lâu đúng không ạ? Vậy cho nên là mẹ Hân tận dụng luôn cái sủi để đi nhanh hơn một chút, nó hỗ trợ cho mình một chút. Thế nhưng mà nếu như mà đi sủi với những cái bạn nào mà cầu kỳ ấy, thì sẽ cảm thấy là nó không đẹp nhá. Thế nhưng mà đôi khi là có cần cái sự hỗ trợ của sủi thì cũng rất là tiện. Và những bạn nào mà học về cắt tỉa rau củ quả ấy, thì lên nhé, lên mua một cái bộ như thế. Các bạn không cần thiết là phải mua một cái bộ quá đắt tiền, nó rơi vào khoảng tiền triệu như một số cái bộ mà mẹ Bảo Hân đã chia sẻ trước đó. Nếu như mà chúng ta học lương cao thì chúng ta mới mua nha. Còn nếu không thì chúng ta mua đơn giản cái bộ như này thôi, nó cũng đã rất là tiện ích cho các bạn rồi nhé.
Những cái bộ như này thì rẻ lắm, nó chỉ rơi vào khoảng tầm mình thấy là bộ có thể dùng được thì nó rơi vào khoảng tầm 75 đến 80 nghìn, có bộ 90 nghìn tùy từng nơi bán các bạn nhé. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần miệng của cái đầu lâu ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Thực ra thì mình ít làm về những video về Halloween bởi vì thực sự thì mình yêu hoa các bạn ạ. Cho nên là những các cái mẫu mà gọi là những cái hình hình dáng mà nó gây lên những cái mà có nghĩa là không không được đẹp lắm, hoặc là thực ra thì Halloween thì các bạn biết rồi, toàn những cái mẫu mà đầu lâu xương chéo rồi ma rồi quỷ đó. Thành ra là mình thật sự là mình không không yêu thích cái việc này, dẫn đến là mình cũng ít làm video về những cái mảng này luôn các bạn nhé. Và hôm nay thì đúng là bé Bảo Hân đã tặng cho mình cái mẫu này. Bé lên mạng và bé thấy cái mẫu này hay quá thì bé mới nói là mẹ ơi con có đao cái mẫu này về cho mẹ xem là Halloween thì mẹ có thể là tỉa được một cái mẫu như thế này hay không. Đó, thế cho nên là mình đã in cái mẫu này của bé Bảo Hân ra và mình thử tỉa với cái thử thách của con gái là mẹ sẽ tỉa một cái mẫu Halloween ở trên cái quả dưa hấu cho con. Và thực tế thì các bạn đang nhìn thấy đó là mình tỉa cái mẫu này cũng không phải là thành công lắm đúng không ạ? Cũng thường thường thôi. Và thật sự là lần đầu tiên tỉa về những cái dòng mẫu như thế này. Và đây các bạn có thể nhìn thấy là mình căn chỉnh nó còn đang hơi lệch đúng không ạ? Nó khi mà chúng ta căn chỉnh nó không chuẩn ấy thì đến lúc ra nhìn nó rất là không hài hòa đó. Mình thì mình thích về các cái dòng hoa, đặc biệt là các loại hoa, thì khi tỉa về hoa thì mình rất là feel các bạn, mình thích vô cùng. Thế còn thì những các cái mẫu như thế này thì đúng là theo trend rồi theo ngày tháng thì mình cũng sẽ vẫn làm, nhưng mà để mà nói là yêu thích thì mình không yêu thích nha. Và vậy cho nên đó là mẫu Halloween, thế nhưng mà mình vẫn phải cố chèn thêm ở đây một cái bông hoa xinh xinh nữa, lúc đấy mình mới ưng lòng. Thực ra lúc ban đầu thì nghĩ là sẽ làm bông hồng ở đây các bạn, thế nhưng mà khi tỉa ra thì cái quả dưa hấu này nó nhỏ, nó không phù hợp để đủ ra một bông hoa hồng. Vậy cho nên là mình đã phải tỉa ra một cái mẫu hoa mà mình chẳng biết gọi nó là hoa gì nữa. Bé Bảo Hân thì gọi đó là hoa hướng dương nhưng mà mình thì thấy nó không giống hướng dương lắm. Nó có cái nhụy thì nhụy của hoa hồng hay là gọi là hoa mẫu đơn, thì thường là mình hay tỉa cái nhụy như thế này. Nhưng đến lúc đi ra bên ngoài, đúng thật sự lúc đầu định tỉa hoa hồng hay hoa mẫu đơn cơ, nhưng mà không kịp, không đủ cái diện tích để tỉa, dẫn đến là mình đã chuyển sang mình chỉ tỉa có một lớp cánh bên ngoài thôi để lên cho cái bông hoa này. Cái quả dưa hấu này thì nó khá là nhỏ các bạn nhé, nó không to. Quả dưa hấu này nó chỉ rơi vào khoảng tầm 5 đến 600 gram gì đó thôi, nhỏ xíu. Mình đi chợ thì mình thấy là người ta đang bán, nhưng mà nó lại rất là ngọt nhá, có lẽ là do vào mùa rồi các bạn ạ. Và mình mua 3 quả dưa hấu mới có hơn 2 cân một xíu thôi. Về thì mình tỉa ra được 3 4 mẫu hoa. Đó, và đến đây thì các bạn thấy là nó rất là ít diện tích cho nên buộc là mình phải đi theo cái hướng như thế này. Thì thực ra cắt tỉa củ quả thì các bạn cố gắng làm sao mà trong cái quá trình chúng ta cắt tỉa chúng ta sẽ cân đối theo cái sản phẩm của chúng ta nhé, chứ chúng ta đừng nhất thiết là phải đi theo một cái khuôn mẫu nào. Đó, đến đây thì chúng ta tạo viền và để cho cái sự gọi là đáng sợ hơn một chút ở cái tác phẩm này thì mình đi sát vào cái phần màu đỏ để tạo cái cảm giác nó gây sợ hơn một chút. Nếu như mà chúng ta chỉ để cái phần trắng không ấy thì nhìn nó cũng không không cảm giác ghê ghê lắm đúng không ạ? Đó, mình lúc đầu là mình chỉ để cái phần trắng trắng thôi các bạn ạ, vì mình cũng lười, mình làm đến đây là đã 1 tiếng đồng hồ mới xong các bạn nhá. Mình quay nhanh thì nó còn khoảng 10 phút như thế này thôi, chứ còn thực tế là mình làm 1 tiếng đồng hồ vì cái mẫu này thực ra nhìn thấy nhưng mà rất là mất thời gian. Thế nhưng mà đến cái đoạn này thì bé Bảo Hân bảo trời ơi con thấy nó không ổn lắm, nếu như mà mẹ không để sát nó vào không thấy cái màu đỏ của quả dưa hấu thì cái nhân vật của mẹ nhìn nó không không dễ thương và nó cũng không không có gì đáng sợ cả. Vậy là mình phải mất thêm gần 1 tiếng nữa các bạn nhé, để loay hoay lấy từng xíu một như này thật sự là rất là lâu
Đó, thế cho nên những bạn nào mà xác định học tỉa về cái mẫu này thì cũng cân nhắc nha. Ví dụ như là mình cũng rất là nhiều khi cũng không biết nhắc nhở các, đặc biệt là các cô giáo mầm non nhiều khi cũng có nhắn cho mình là eo ơi sao nhìn chị làm nhanh thế, chỉ 10-15 phút mà sao mà em làm mất cả nửa ngày không xong, mặc dù nhìn cái mẫu này rất là dễ, sao chị tỉa được nhanh như thế. Thì cũng phải nói thẳng luôn là mọi người xem thì phải lưu ý là video mình đang đẩy nhanh chứ không phải là mình làm nhanh được như thế đâu nhá. Và hầu như các mẫu của mình là mình làm là mình quay luôn, dẫn đến là gần như các mẫu không có cái mẫu nào mà mới, ví dụ như những mẫu dài như thế này thì nó phải trên 1 tiếng thì mình mới xong, chứ không phải là làm là xong được ngay đâu, mà mình là cũng là làm cũng khá là quen tay rồi ấy. Thế còn những bạn mà mới lần đầu tiên làm thì chắc chắn là sẽ còn lâu hơn nhiều. Vậy cho nên khi mà chúng ta cắt tỉa thì chúng ta phải dành thời gian, cùng với đó là cũng đừng nghĩ rằng nó nhanh, nó đơn giản các bạn nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của mẹ Bảo Hân ngày hôm nay về cái mẫu mà chúng ta sẽ trang trí cho Halloween. Chúc bạn Halloween của năm 2022 có một Halloween vui vẻ và hạnh phúc nhé. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ Bảo Hân. Cùng với đó là nếu như bạn mua tất cả những sản phẩm tại mẹbảohân.com thì bạn vui lòng liên hệ với mẹ Bảo Hân qua số 0977 659 472. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.